mông trang phục cho trẻ mùa đông như thế nào cho nó hợp lý nha mọi người. Thì mình nói ở đây mùa đông là nghĩa là cái mùa mà nó bắt đầu lạnh đó, cho tới khi mà nóng nào mà nó bắt đầu nóng lên đó. Thì cái giai đoạn mà bắt đầu lạnh, mùa nó lạnh hung mà bắt đầu nóng lên đó, thì nó sẽ có rất là nhiều giai đoạn, rất là nhiều cái nền nhiệt khác nhau. Khi mà thời tiết mà nó bắt đầu lạnh, nó chỉ có hơi hơi lạnh thôi đó. Lúc này mình cũng sẽ mang đồ dài cho trẻ, và mình chỉ nên lựa những loại quần áo mà nó mỏng thôi, đồ dài nhưng mà nó mỏng và thấm mồ hôi, vì lúc này thời tiết nó vẫn đang còn không có bị lạnh quá đó. Cho nên là lúc này trẻ con nít thì nó sẽ không có kiểu đắp mền nhiều á, cho nên mình chỉ cần mang đồ mà nó thấm hút mồ hôi, coi giọng tốt đó là sẽ phù hợp trong cái giai đoạn này. Mỏng thôi, cái chất liệu của sản phẩm là mỏng thôi nha mọi người đó. Tiếp đến là cái giai đoạn mà trời nó sẽ lạnh hung, đi vào cái nhiệt độ mà lạnh hung mất, thì mình sẽ cho trẻ mang cái loại đồ là nó dày hơn một xíu, cái dày á, nó dày hơn một xíu, vẫn là đồ dài, nó dài hơn một xíu và cũng thấm hút mồ hôi tốt nên mọi người cũng coi giãn tốt, để cho trẻ nó được thoải mái nhất trong cái giấc ngủ. Vì con nít á, khi mà nó ngủ á, nó sẽ trao đổi chất nhiều và nó sẽ rất là nóng, nhất là cái phần đầu và phần lưng. Nếu như mà mình cho trẻ mang cái trang phục mà nó không có phù hợp á, nó quá dài á và nó không thấm hút tốt á, nó sẽ làm cho cái cơ thể của trẻ là nó tốt mồ hôi ra và nó sẽ làm lại cái mồ hôi đó, thấm lại cái mồ hôi đó vào lại trong cơ thể của của trẻ, nó dễ gây đau trong cái giai đoạn này. Bởi vậy là cái chất liệu áo quần trong cái giai đoạn này mình cần phải lựa những cái loại mà nó sẽ thấm hút mồ hôi tốt đó. Tiếp theo nữa là sau khi mà có quá trình lạnh hung thì nó chuyển qua cái dọn là nó sẽ ấm hơn một xíu, vẫn lạnh nhưng mà ấm hơn một xíu. Mình cũng sẽ lấy lại những cái trang phục mà trước đó, những cái loại trang phục đồ dài nhưng mà nó mỏng hơn, mình sẽ cho trẻ mang được trong cái giai đoạn này đó. Từ từ là trẻ sẽ nóng hơn, rồi mình sẽ đổi qua trang phục mà nó ngắn hơn, mát mẻ hơn đó. Cái việc mà mình lựa chọn cái trang phục cho trẻ mà trong cái mùa đông đó, cần phải phù hợp. Nếu như mà không phù hợp thì dễ gây bệnh cho trẻ trong cái giai đoạn mà này nha mọi người. Trên đây là cách để mình lựa chọn những cái trang phục mà mùa đông. Cảm ơn mọi người đã theo dõi của mình nhé. Bye bye.